Tổng thống Vladimir Putin ngày 22 tháng 12 tuyên bố, Nga mong muốn chấm dứt cuộc xung đột Ukraine và cuộc xung đột này chắc chắn sẽ cần đến một biện pháp ngoại giao. Phát biểu do báo giới một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến hành chuyến thăm Mỹ, ông Putin nêu rõ. Mục tiêu của chúng tôi không phải là đẩy nhanh guồng máy xung đột quân sự, mà trái lại là chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Tôi đã nhiều lần khẳng định, tăng cường các hành động thù địch sẽ dẫn đến những tổn thất phi lý. Mọi cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng cách này hay cách khác, thông qua một số hình thức đàm phán ngoại giao. Dù sớm hay muộn, các bên xung đột cũng sẽ ngồi lại với nhau và đạt được một thỏa thuận.